Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều nghị sĩ Mỹ đồng tình với quyết định không thông qua quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ngày 3 tháng 8, VOA Tiếng Việt cho hay, giới lập pháp Mỹ hoan nghênh việc không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Theo đó, vào ngày 2 tháng 8, các nghị sĩ Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định của Bộ Thương mại Mỹ về việc không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong khi Hà Nội lên tiếng rằng họ lấy làm tiếc về quyết định này. VOA dẫn lời Thượng nghị sĩ ở bang Louisiana, Bill Cassidy nhận xét rằng Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường và quyết định ngày hôm nay khẳng định thực tế đó. Đây là một chiến thắng cho những người nuôi tôm, cá da trơn ở bang Louisiana và việc làm cho người Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Cassidy lập luận rằng Việt Nam không có nền kinh tế thị trường vì đồng tiền Việt Nam không được tự do chuyển đổi, thiếu quyền lao động và có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế. VOA trích trang X của Thượng nghị sĩ Tom Cotton, bang Arkansas viết rằng, việc xem xét này là một ý tưởng tội mà lẽ ra không nên được xem xét ngay từ đầu. Ông bày tỏ rằng, việc Việt Nam tiếp tục bị xếp vào diện nền kinh tế phi thị trường là một thắng lợi cho bang Arkansas, đặc biệt đối với công nhân ngành thép và người nuôi cá da trần. VOA trích dẫn trang X của dân biểu Hạ viện Mỹ Rich Crawford ở bang Arkansas viết rằng Điều này lẽ ra nên là một cuộc tranh luận ngay từ đầu. Việt Nam là một nước cộng sản, nơi doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Và đây là hình thép Việt Nam là một trong những mặt hàng bị DOC áp thuế cao. Dân biểu Carl Ford lập luận rằng nếu trao quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam sẽ khuyến khích các hành vi độc hại như bán phá giá thép, kiểm soát giá cả và mở đường cho Trung Quốc lợi dụng Việt Nam làm bằng đạp để lách các lệnh phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. VOA cho biết, ngày 2 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ DOC ra tuyên bố rằng họ quyết định Việt Nam tiếp tục bị xác định có nền kinh tế phi thị trường. Điều này nhằm mục đích phục vụ cách tính thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. VOA trích tuyên bố của DOC rằng kết luận này có nghĩa là phương pháp được sử dụng để tính thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam không thay đổi. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao và trân trọng sự tham gia rộng rãi của các ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ cũng như của chính phủ Việt Nam vào quá trình minh bạch và bán tư pháp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra dựa trên quá trình đánh giá kỹ lưỡng tất cả các ý kiến được gợi đến. VOA cũng cho biết vào tháng 9 năm 2023, vài ngày trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chính quyền Việt Nam đã gửi đơn đề nghị Bộ thương mại Mỹ xem xét về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Theo VOA từ tháng 10 năm 2023, Bộ thương mại Mỹ đã tiến hành quá trình xem xét yêu cầu của Hà Nội. Trong thời gian đó, họ đã nhận được hơn 36.000 trang đóng góp ý kiến từ các ngành sản xuất nội địa của Mỹ cũng như từ chính phủ Việt Nam. Vẫn theo VOA ngay sau tuyên bố của DOC ngày 2 tháng 8, Bộ Công Thương Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định trên và nói thêm rằng họ sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để bổ sung, hoàn thiện lập luận và sẽ gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mối quan hệ này được nâng cấp trong chuyến thăm Việt Nam của ông Biden hồi tháng 9 năm 2023. VOA cho biết thêm, hàng chục nhà lập pháp lưỡng đảng Hoa Kỳ, trong đó có cả Thượng nghị sĩ G.D. ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã lên tiếng yêu cầu DOC không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, do chưa hội đủ các tiêu chí theo luật định của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều nghị sĩ Mỹ đồng tình với quyết định không thông qua quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ba thanh thiếu niên người Việt sử dụng hộ chiếu Đức phi pháp bị bắt giữ ở Philippines. Ngày 2 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tình, Philippines bắt giữ ba thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng hộ chiếu Đức phi pháp. VOA dẫn hai trang tin của Philippines là Philstar và GMA News Online. Theo đó, Cục xuất nhập cảnh Philippines thông báo ngày 1 tháng 8 rằng ba thanh thiếu niên Việt Nam đã bị bắt giữ khi họ sử dụng hộ chiếu Đức bị cho là giấy tờ bất hợp pháp và liên quan đến một kế hoạch đưa người đi lậu qua các nước. VOA cho biết, theo Cục xuất nhập cảnh Philippines, trong ba người này, hai thiếu nữ 15 và 17 tuổi đã bị từ chối nhập cảnh về xuất trình hộ chiếu Đức mà chủ nhân có đặc điểm khuôn mặt tương tự nhưng sau đó được xác định là hộ chiếu đã bị ăn cắp. Hai thiếu nữ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy thuộc thủ đô Manila của Philippines sau chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7. Họ thừa nhận rằng hộ chiếu Đức không phải của họ và do những người dàn xếp chuyến đi đưa cho họ. Những người đó đã đảm bảo với họ rằng họ có thể dễ dàng đi lại nếu sử dụng hai cuốn sổ hộ chiếu đó thay vì dùng hộ chiếu Việt Nam của họ trang tên Philstar và GMA News Online tường thuật trích dẫn thông tin từ cục xuất nhập cảnh Philippines. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết, bên cạnh vụ việc kể trên, cục xuất nhập cảnh Philippines đã ngăn chặn một nam thanh niên Việt Nam 17 tuổi xuất cảnh sang Toronto, Canada với một chặng quá cảnh ở thành phố Incheon, Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 7. Cục xuất nhập cảnh của Philippines nói rằng thanh niên này đã sử dụng hộ chiếu Đức để có thể nhập cảnh bất hợp pháp vào Canada. Nam thanh niên nói với cục xuất nhập cảnh Philippines rằng anh ta mua hộ chiếu đó một cách bất hợp pháp từ một trang web được cho là có cơ sở ở châu Âu chuyên bán các hộ chiếu, giấy tờ thông hành giả. Theo VOA, hai thiếu nữ đã bị đưa vào sổ đen và quay về Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh Philippines nói rằng nam thanh niên đang bị bộ phúc lợi và phát triển xã hội tạm giữ trong khi làm các thủ tục trục xuất vẫn theo trang tin của Philstar và GMA News Online. VOA dẫn lời người phụ trách cục là Norman cho rằng những vụ việc nêu trên có thể là một trường hợp đưa các trẻ vị thành niên đi lậu để nhập cảnh trái phép vào các quốc gia khác. Ông nói thêm trong các bản tin của Philstar và GMA News Online rằng đây dường như là một cách thức nữa mà những di dân bất hợp pháp sử dụng để có thể kiếm được việc làm ở nước ngoài. Và đây là hình sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines. Một bản tin khác của VOA ngày 10 tháng 7 cho hay, gần đây đã xảy ra một số vụ người Việt gây rắc rối ở vùng thủ đô Manila của Philippines bị đưa tin rộng rãi. Theo đó, các trang tin tiếng Anh của Philippines ngày 3 tháng 7 viết rằng, một phụ nữ có tên Ban Thị Vân, 19 tuổi, đã gây rối khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy gần Manila. Cô này sau đó bị tạm giữ và bị trục xuất. Các trang tin viết rằng không rõ cô này có bệnh về thần kinh hay không. Trước đó, báo chí Philippines cho hay ngày 13 tháng 6, một phụ nữ Việt có tên là Thùy Trang Nguyễn đã tự cởi hết quần áo và đi lại trong trạng thái trần trụi tại sảnh đi của sân bay Ninoy sau khi bị nhân viên xuất nhập cảnh Philippines phạt vì quá hạn visa. Theo báo chí Việt Nam, vụ việc này xảy ra ngày 8 tháng 6 khi cô Thùy Trang Nguyễn, 34 tuổi, làm thủ tục để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Tức giận do bị phạt visa quá hạn, cô đã vào nhà vệ sinh sân bay rồi cởi hết quần áo và đi qua cổng an ninh có máy quét, khiến các nhân viên của sân bay Ninoi bối rối. Các nhân viên bảo vệ đã ngăn cô lại, đưa quần áo, thức ăn và đồ uống cho cô. Sau khi được trấn an, được kiểm tra y tế, cô đã bình tĩnh và mặc lại áo quần. Cô đã rời đi sau khi thanh toán phí lưu trú quá hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình 3 thanh thiếu niên người Việt sử dụng hộ chiếu đất phi pháp bị bắt giữ ở Philippines. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.